Vâng, chúng ta lại cùng gặp gỡ nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Bích Ngọc là người cùng đồng hành với các bạn trong chương trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại đầu tiên. Alo, xin chào thính giả. Dạ, alo ạ. Vâng, bạn gọi điện từ Quảng Bình phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Em giờ vấn đề chuyện vợ chồng của em ấy, em đang cái vấn đề thắc mắc là cũng biết có nên ly hôn hay không ly hôn đấy. À thế ạ, vâng, tại, rất là chia sẻ với bạn. Dạ, tại vợ con cái gì nó không nghe theo bà ngoại hết đấy, mà bà ngoại thì cái gì cũng muốn hai vợ chồng chia tay ấy. Vâng, cụ thể là như thế nào, bạn có thể nói rõ hơn một chút được không? Dạ, hai vợ chồng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 32 rồi. Vâng. Dạ, mới cưới vợ được 2 năm, em người Quảng Bình nhưng vợ em ở Huế. Nhưng mà mâu thuẫn đến mức như thế nào mà vợ lại đòi ly hôn? Dạ, giờ vợ cái gì cũng nghe bà ngoại hết á. Có những cái gì nó thật chứ, từ lúc mà cưới đến giờ em lo cho cô ấy cả, từ lúc sinh đẻ em lo hết, chẳng để cô ấy làm được cái gì hết á. Trong bên ngoài em cũng không phải là chỉ hỏi cái gì lễ nghĩa hay là đám dỗ gì, nói chung là em sống cùng rất là tình cảm. Vâng. Để cố gắng lấy lòng bên ngoài á. Vâng. Thế mà bà ngoại thì khi nào cũng xúi dục bảo vợ em chia tay. Vâng, rất là chia sẻ về câu chuyện gia đình của bạn nhé. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ tiếp chuyện. Xin mời anh ạ. Rồi, chào em. Dạ, dạ, em chào anh ạ. Mình là giờ đang ở Huế hả? Hay là ở Quảng Bình? Dạ không, em thì hiện tại đang ở Quảng Bình. Làm sao mà quen được tận cô gái Huế thế? Dạ, hồi xưa em làm công trình ở đó 2 năm và em quen vợ ấy. Làm công trình 2 năm quen một cô gái Huế xinh xinh, chắc tiểu thư đài các lắm đúng không? Lấy chồng rồi vẫn bà ngoại bảo gì nghe vậy? Dạ không, dạ không phải đâu. Thế à? Thực chất thì gia đình cô ấy cũng bình thường lắm, vất vả lắm. Bố của cô ấy mất sớm. Cô trẻ thế không? Dạ vợ em năm nay 27. Hai vợ chồng có con chưa? Dạ được một đứa hơn tuổi rưỡi rồi. Lấy nhau xong rồi ở bên nhà bà ngoại đúng không? Lấy xong nhau xong em ở bên chỗ nhà bà ngoại 1 năm. Bởi vì lúc đó em còn làm công trình ở đó ấy. À, thì đến lúc em bây giờ là bố mẹ em già rồi ấy, thì bố đã bệnh tật nhiều nữa, thì em giờ em muốn ra quê để mà có cái thời gian mà chăm sóc ông bà một chút. Nhưng cô thì không theo mình ra Quảng Bình đúng không? Bên nhà cô ấy thì hoàn cảnh nhiều người không? Bố còn không? Dạ bố cô ấy mất rồi nhưng mà có 2 cậu em. Nhưng mà thực chất sống bên đó thì cô ấy chả nhận được, kể cả con em cũng không nhận được cái tình cảm quan tâm gì từ bên chỗ 2 cậu đó đâu. Rồi 2 cậu đó đã trưởng thành, đã ở riêng chưa hay là ở nhà? Đang ở nhà, đang đi làm công nhân mà sắp độ tuổi đấy, vừa 23. Rồi, tức là hiện nay này có bà ngoại này, vợ em này, 2 cậu này, cộng với con nhà mình ở đấy. Còn mình thì chạy qua chạy lại. Lúc yêu nhau ấy, cô có yêu lắm không, thật sự không, hay là lỡ đi chơi với nhau, lỡ có bầu rồi cưới? Không, em yêu đương đàng hoàng mà. Lúc ấy cô có rắn giỏi không, hay là cái gì cũng già, em về em hỏi má em. Dạ không, cái đấy thì cô ấy tự quyết, nhưng mà giờ vấn đề gia đình mà sao cô ấy nghe mẹ quá. Mẹ cô thì nói thế nào? Là không cho về đấy, là về đấy nó khó khăn rồi, cứ ở đây rồi phấn đấu làm ăn rồi mua nhà ở Huế rồi vân vân. Rồi đưa bố mẹ vào chăm sóc, hay là tao muốn con tao không ra ngoài Quảng Bình vất vả khổ sở nông thôn. Dạ đúng rồi, cô ấy cũng ở nông thôn mà, em ở nông thôn nhưng mà bà ấy thế nào muốn con của bà vào trong kia để mà kiếm việc ở trong kia mà làm ấy. Trong kia là trong gì? Trong Huế. Thế nhà mình thì có mỗi mình là con trai, còn bố mẹ thì đang già đúng không? Dạ không, nhà em tận 10 anh em lắm. Rồi, mình là con thứ mấy? Dạ, em là con thứ 9. Rồi, có nghĩa là không có mình thì cũng còn có các anh các em khác, chứ không phải là nhà một mẹ một con, một bố một con đúng không? Dạ đúng rồi. Hiện nay cái công việc làm ăn của em nó có tạm tạm không? Nếu như ở Huế? Thực chất ở Huế thì em đi theo công ty, em đi làm công trình thôi. Nhưng bây giờ em muốn ở về quê để là trước mắt là làm công trình từ đây tới Tết để kiếm thêm chút vốn rồi để mà qua năm anh tính lập nghiệp mở đi nhận thầu ấy. Tức là mình sẽ thay vì mình cứ đi làm thuê thì mình làm chủ, mình nhận công trình nhỏ nhỏ thôi đúng không? Rồi mình gom thêm một số anh em đi làm, mình là cái người có kinh nghiệm rồi mình sẽ tổ chức được. Việc đầu tiên quan trọng nhất của một người đàn ông đó là sự nghiệp. Trong trường hợp của em ấy, bởi vì một cái cô gái Huế, cô sẽ phải nhìn rằng cô đi theo mình với điều kiện là thế nào. Một anh chủ thầu, bây giờ kinh tế cũng khá, vợ chỉ ở nhà ăn với đẻ với trông con, sắp mua nhà được ở giữa trung tâm thành phố Huế, hoặc là nếu không ở ngoại thành. Đấy, mình thay đổi cái hình ảnh, thay đổi cái sự hấp dẫn của mình. Còn bây giờ tự nhiên nghĩ là
trời ơi, nó lại về Quảng Bình mà nhà nó hàng 9-10 anh em, nó lại bảo nó về đấy để nó lập nghiệp, nó lại lôi con gái mình về Quảng Bình. Mà trong cái đầu óc của rất là nhiều người mà chưa đi đến đâu đâu nhưng mà cứ nghĩ là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị là miền Trung, là vất vả, là bão tố, là lụt lội. Mà người ta không biết bây giờ nó cũng thay đổi rồi đúng không? Nếu như mình xét về kinh tế là khu vực em nó thậm chí còn phát triển hơn cả khu vực đó, kể cả cái trình độ dân văn hóa ở khu vực đó, cái dân trí người ta thấp lắm, đó. Nếu người ta bỏ học sớm lắm. Đôi khi mang tiếng ở đấy nhưng mà là ở vùng biển, chuyên ngày đi đánh cá với này, học hết lớp 9 là theo ba theo bố đi biển rồi. Vùng đó là chủ yếu là người ta học lớp 9 xong hoặc lớp 7, lớp 8 người ta bỏ học để làm công nhân hoặc để đi đánh biển hoặc là thôi là được bây rồi giờ người ta kinh tế có khó, mình chỉ biết thế này là này, người ta bán đất đấy. Em yêu vợ, còn yêu vợ không, cô ấy tốt không, đẹp không? Dạ, vợ em thì cũng bình thường thôi, nhưng mà thực chất bây giờ thì em vẫn thương lắm nhé, vợ con em thế nào em thương hết. Anh nghĩ thế này này, mình mới còn trẻ, cô mới có 27 tuổi đầu, nhiều người còn chưa lấy chồng ấy, còn đang ở nhà, còn đang nhuộm tóc xanh tóc đỏ, vừa đi đường vừa cầm ly trà sữa mút mút ấy, trong khi cô cũng đã lấy chồng có con như thế. Thì và hai nữa là với bản thân mình thì cô ấy chỉ nghe lời mẹ cô ấy, chứ mà cô cũng chẳng phải là cặp bồ cặp bịch, nay hẹn ông này đi nhà nghỉ, mai hẹn ông kia đi nhà nghỉ, đúng không? Cũng chẳng phải là ham hố lô đề để mà bây giờ xã hội đen nó đến nó đòi nợ cổng nhà, nó bảo rằng không trả nó thì nó sẽ bắt cóc, nó không đến nỗi như thế, tức là không tệ đến mức độ nhưng, vậy, đúng không? Nhưng mà cô ấy thực sự là quá nghe mẹ, kể mẹ của cô ấy cũng quá tệ luôn ấy nè. Bởi vì có vừa rồi là gần Tết ấy, mẹ em có đợt là đau cùng kiểu bệnh viện trả về để gia đình chuẩn bị lo hậu sự ấy. Thì lúc đó em có đi nói là giờ bệnh viện sắp trả ra rồi thì em coi bế con với em ra chơi với ông bà vài ngày để cho vui trước khi bà mất ấy. Đấy, thế mà cô ấy mà nghe mẹ của cô ấy bảo là không đi. Đến khi mày nổi chết đã rồi, đã rồi ta. Thôi thì mỗi người mỗi cảnh. Anh chỉ bảo thế này này, vợ em sẽ không còn ảnh hưởng của bà ngoại nữa nếu như gái theo chồng, đúng không? Và nguyên tắc ở Huế người ta cũng rất rõ ràng lắm đấy. Người Huế là một vùng đất rất nền nếp, rất là có văn hóa, giữ gìn được nếp xưa nếp cũ. Thì em hiểu vấn đề đó, nhưng riêng đối với bên chỗ bà ngoại em với là anh em bên chỗ bà ngoại em thực chất là không có cái đó đâu. Rồi không, bởi nhưng tại anh ấy bảo thế này, bởi vì riêng này, kể cả chồng bà mới chết được 3 ngày mà bà có nói là chồng chết là hóa người dưng mới bên nội mà. Thôi kệ người ta, mình bây giờ mình cứ biết thế này, em làm ăn khấm khá, em có tiền trong tay, em mua được cái nhà trả góp cũng được, nho nhỏ thôi nhưng độc lập ở ngoài. Em tuyên bố với vợ là anh có nhà đây, em có bế con về để vợ chồng cùng nhau làm ăn không? Con lớn rồi cho nó đi nhà trẻ mẫu giáo, kiếm cho vợ cái việc gì làm. Nhỏ nhẹ thì bán cà phê, mà khấm khá lên thì buôn quần buôn áo. Thế còn thì sau này lớn lên nữa thì cho đi theo công trình. Nhưng bây giờ trong tay mình nó chưa có cái gì, mình nói ai nghe được. Người ta nói rằng là mạnh về gạo, bạo về tiền. Em hiện nay đã đang nhờ được bà ngoại, vợ mình với con mình, bà ngoại nuôi tốt quá. Không nhờ được gì cả đâu anh ơi. Thế thì làm sao? Bà là sáng 5 giờ đi chợ tới 11 giờ trưa, về chiều 1 giờ bà đi chợ tới 7 giờ tối mới về được mà. Ăn đâu? Sống ở đó nó thật như con em là ta phải thòi luôn, không có cái tình cảm gì anh em trong gia đình này đó. Vì bà vẫn còn trẻ vẫn đi làm. Nhưng mà vẫn còn có mái nhà mà ở còn hơn đứng đường, mình chưa có nhà đúng không? Hoặc là em có thể thế này không? Em quay trở về Huế. Thôi thì yên ổn, công trình thì em cứ làm ở đây, quay về Huế thuê một cái nhà, không cần phải giữa trung tâm thành phố lộng lẫy gì, mình gọi là một cái căn hộ gia đình nho nhỏ tùy theo cái túi tiền của mình, để vợ con ở đấy, em đi công trình rồi em lại về đấy. Nó có cái độc lập tự do, ở đời người ta bảo độc lập tự do hạnh phúc đúng không? Mình phải độc lập đi đã. Thế thì bây giờ mình cứ còn mang tiếng như là kiểu đấy, nó ở nhờ, nhà thì không có, quê thì ở xa, rồi vợ con nó còn vứt ở đây, thế mà còn nói làm sao được. Không anh à, em thì em đã bảo vợ em ra đây rồi, một được á thì ở với chúng với ông bà nội, mà không á thì hai vợ chồng bây giờ kinh tế chưa đủ á thì ra thuê trọ ở. Rồi anh kiếm cho cái việc mà này á thì làm văn phòng thôi, cũng lương tháng 7-8 triệu, nhẹ nhàng làm trời gần nhà thế hả? Đó. Mà không đi. Dạ cũng không đi ấy. Thôi em ra tối hậu thư đi, rằng là nhẹ đi, hôm nào vào trong ấy đưa đi, con gửi cho hai trông thì trông vợ chồng đi,
ra bờ sông Hương nắm tay nhau, thật ra anh không muốn mất em. Vợ chồng lấy nhau nó là cái duyên, anh vào đây làm công trình có 2 năm thôi nhưng mà lại lọt vào mắt xanh mắt đỏ của em. Vì vậy thì bây giờ còn có con mà chúng ta chả có lỗi gì để mà phải chia tay nhau, chia tay nó không đáng, để tan nát một gia đình mà rồi con nó bơ vơ. Anh muốn thế này, chúng ta sẽ trở thành độc lập, em cũng còn trẻ, anh cũng còn trẻ, nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy, dần dần anh sẽ làm được, bây giờ trước mắt thì thuê nhà ở đây ở đó, thế và lôi cô đi. Và bây giờ đấy, một là em theo anh, hai thì thôi thì em theo mẹ thì tùy. Đó, thì để cho cô con đường lựa chọn cho mình, phải vẽ cái con đường của mình nó phải đầy hoa thơm. Đó thì cô cứ theo đúng không nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn chủ động hơn được trong cuộc sống và giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, vâng. Chào chương trình ạ. Dạ, tôi nghe đây ạ. Thanh Hóa đây ạ. Cho em gặp bác sĩ hỏi về vấn đề sinh lý đó mà. Vâng, câu hỏi của bạn xin được chuyển tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Em chào chị. Em nói chị đến khoảng một năm nay, có kiểu là nó không được cương cứng đó chị. Không cương cứng hoàn toàn á? Nhưng mà nó mềm lắm chị ạ. Anh lại yếu. Bắn lại, tự nhiên lại cong lại chị ạ. Vâng ạ, tự nhiên răng nó lại cong như thế là cái lưỡi câu. Có cái dây chằng nào nó kéo, nó làm cho cong lại, đúng không? Dạ, chắc là thế chị ạ. Thế thì nó thay đổi như thế thì gần vợ kiểu gì? Chị ấy thì em nói mình bây giờ mình cũng ấy làm đủ cái kiểu cho phải đáp ứng cho vợ đấy chị. Phải làm cái kiểu khác cho để đáp ứng cho vợ. Thế khỏe không em? Em thì cũng khỏe chị ạ. Mỗi cái kia là nó suy yếu thôi à? Dạ vâng ạ. Thì nó cũng theo tuổi tác đấy. Tuy nhiên là tự nhiên nó lại mềm và tự nhiên lại không những mềm tức là yếu, nhưng mà nó lại còn cong nữa, đúng không? Dạ vâng ạ, đó em chỉ phân vân sao nó lại cong. Đấy, cái mà đặt vấn đề ra là cái cong. Thế mà đã không cứng mà lại cong được thì rõ ràng rằng nó có một cái gì đấy bất thường. Hoặc là nó có cái dây chằng nó bị viêm hay nó bị làm sao, hoặc là cái cơ nó làm kéo cong cái khẩu súng của mình lại, cái quả ớt lại, đúng không? Nó không thẳng được. Và mình cứ phải sử dụng các cái biện pháp khác, còn như là cái quả ớt đấy coi như là hỏng rồi. Vậy thì bây giờ phải đi chữa. Em ở Thanh Hóa, đúng không? Ở Thanh Hóa có cái trung tâm nam học nào không? Em không biết, có bệnh viện đa khoa tỉnh đây chị ạ. Thì trước mắt thì mình cứ đến bệnh viện đa khoa tỉnh đi và mình xin khám ở cái phòng khám tiết niệu ấy. Mà nếu mà lại có nam học thì mình khám tiết niệu nam học. Thế là người ta sẽ tìm hiểu cho mình, người ta sẽ phải làm thêm các như là em kể, xong mắt người ta lại nhìn thấy và người ta lại có các cái phương tiện kỹ thuật hỗ trợ để làm xét nghiệm, để đo, để đạc vân vân nhá. Thì lúc đấy mới biết được cái căn nguyên mà nó gây cong ấy, đó là cái gì, và sẽ sớm được điều trị nhá. Thế còn trước mắt cứ giữ hạnh phúc gia đình, cứ chiều vợ. Không biết mà chị. Đó là tội em thôi. Không phải tội của em, mà ai rồi cũng ở trên cơ thể mình rồi cũng có một cái bộ phận nào nó hư hư. Thì chẳng may là cái này nó hư hỏng chứ đâu em có muốn. Đúng không? Nó với cô ấy thế. Thế nhưng mà tôi đã lại dùng các cái cách khác rồi đây. Thế cách khác cô có hài lòng không? Dạ có chị ạ. Thế là được rồi còn gì nữa. Nhưng mà bệnh của mình vẫn cứ phải chữa, bởi vì mình phải thương mình. Nó là bệnh phải tìm hiểu và chữa, chứ không phải chữa là để chiều cô ấy. Bởi vì chiều mình có phương án khác rồi mà cô vẫn thích rồi mà, đúng không? Nhưng cái quý của mình nó là làm sao. Thế thì mình phải đi khám nhá và phải điều trị. Dạ vâng ạ. Nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhá. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Dạ, em chào chị. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Cần cho em hỏi một xíu là
Em lấy chồng bữa nay là 5 năm rồi. Vâng. Lúc đầu mới lấy về á, thì hai vợ chồng có gần nhau được vài lần thì có được một bé. Hôm nay là 4 tuổi. Sau đó thì chồng em không gần em nữa, và một năm sau thì chồng gần em một lần nữa và có được một bé. Đến bây giờ thì chồng em vẫn không gần em nữa, nhưng mà anh đi sớm và tối thì về muộn á. Vâng. Rồi công việc thì không có phụ giúp gì. Bạn nói là chồng em không gần em nữa, tức là anh ấy đi làm ở xa ấy hả? Hay là không gần trong cái chuyện gọi là quan hệ vợ chồng? Anh vẫn làm gần ở đây. Bây giờ bạn đang rất là buồn và không hiểu tình cảm của chồng với mình như thế nào đúng không? Em muốn biết là chồng em có hỏi chồng em là vì sao không gần em, là từ lúc mà bé thứ hai là mới sanh ra là anh đã không gần nữa rồi, tới thời điểm này luôn. Vâng. Là 3-4 năm lâu rồi. Rồi anh đi đêm, anh không về. Tiếp theo nữa là anh từ lúc lấy nhau bây giờ anh không có, gọi là không có mang tiền về để mà mua sữa hay là mình lo gì cho con á. Vâng. Tóm lại là anh ấy không quan tâm tới vợ, tới con, tới gia đình đúng không ạ? Dạ, vợ nói chung là không ngủ chung. À. Rồi một việc nữa là từ đó em ra ngoài Huế em theo ảnh ra đây, nhưng mà em đã làm cố gắng hết sức rồi, nhưng mà bên chồng vẫn không, gọi là không đồng ý á. Vâng. Hiện tại là em không ở chung, em đi ra ngoài ở riêng, em có buôn bán nhỏ, nhưng mà em làm thế nào đi nữa thì em đã cố gắng hết sức lực của em nuôi hai đứa con rồi, chồng em đi suốt đó, mà bên chồng vẫn không nhận. Hai bạn bây giờ ly thân đúng không ạ? Dạ không ngủ chung, nhưng mà em cũng không biết cái vấn đề, ảnh cứ đi về mẹ con chưa dậy thì ảnh đã đi rồi. Vì là bạn vừa mới nói là bạn ra ở riêng đó. Thế tóm lại bây giờ bạn muốn chương trình tư vấn điều gì ạ? Cho em hỏi là bây giờ làm sao để nói chồng là vì sao anh không gần, còn thương em hay không để mà nói á. Vâng. Rồi để em biết mà em dắt con về ngoại, em không ở đây nữa. Vâng. Sao lại không gần em nữa mà đi như vậy? Vâng. Và em muốn là anh có một cái trách nhiệm gì đó, dù hàng tháng hoặc là vài tháng anh có thể mang về một gọi là vài triệu đó, gọi là có trách nhiệm với con á. Vâng. Và sau đây thì chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời anh ạ. Rồi, xin chào em. Dạ. Thế hai đứa trẻ nhà em là mấy tuổi rồi? Dạ, một bé 2 tuổi và một bé 4 tuổi. Trời ơi, để liền nhau vậy hả? Mình dạ, còn quê ở đâu mà em về làm dâu ở Huế? Ở Đắk Lắk. À, em ở Đắk Lắk, theo anh ấy xuống dưới Huế. Thế xong rồi lấy nhau 5 năm, có hai đứa con, đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi. Nhưng mà chỉ có mỗi 2 lần ngủ với nhau thì được hai đứa con, còn này, từ lúc lấy tới giờ là anh ấy không ngủ với mình. Dạ không, mà cũng không ở cùng. Lúc mà lấy nhau về có gần nhau, có ngủ chung. Ừ. Dạ rồi sau đó là gần nhau được vài lần là có bé đầu. Thì là sau đó là anh không gần nhau nữa. Rồi. Trong khoảng 1 năm sau anh gần lại thì một thì lần thôi là hai. Có bé sau, là từ đó là anh không có. Tức là cái việc mà vợ chồng gần gũi nhau 5 năm này đếm trên đầu ngón tay đúng không? 3-4 lần thì được bé đầu, sau đấy anh nghỉ. 1 năm sau anh quay về anh gặp một lần nữa thì được bé thứ hai và cũng lại thôi luôn. Dạ. Rồi. Thì em có hỏi thế này là hai em lấy nhau thế nào? Gặp anh ấy lên trên Đắk Lắk chơi rồi gặp nhau, hay là em xuống Huế du lịch gặp nhau, hay ở trên mạng? Dạ không. Anh là anh có bà con ở trên đó, sau đó lên đó là có cái hứa hẹn vậy đó. Ừ. Thế xong rồi nhà anh ở Huế thì còn ai không? Bố mẹ thế nào, gia đình ra sao? Còn ba mẹ đầy đủ. Anh ấy không ở với mình nhá, anh có ở nhà anh không, hay là anh ấy đi nhà trọ, hay anh đi lang thang? Dạ anh ra ở nhà trọ với em, nhưng mà anh không có về. Anh không ở nhà trọ với mình nhưng mà cũng không là ở đấy, tức là không ở với ba mẹ, đi thuê nhà trọ để vợ chồng con cái ở, nhưng cũng lại không ở, chỉ để cho ba mẹ con ở, còn anh thì cứ lang thang đúng không? Dạ có về tối, có đêm về đêm không. Ừ, rồi, anh ấy làm gì em ơi? Dạ, anh đi làm lung tung đó. Làm lung tung tức là ai mướn gì làm cái đó hả? Có cái nghề gì không? Dạ không, anh làm bên môi trường á. Nó có cơ quan không hay là... Dạ, ai... có cơ quan. À, công ty môi trường của thành phố đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, tức là cũng có lương. Dạ. Rồi, mỗi tháng thì đưa được bao nhiêu rồi? Bây giờ dạ mà... không có đưa. Không mà đồng nào, xong mình cũng không kêu, không đòi gì à? Em đòi dưới xong anh chửi, xong em đòi nữa, em hỏi nữa. Nó có mấy vấn đề trong trường hợp nhà em, thôi thì đây cứ gọi là chẩn đoán thôi. Em là cái người sống 5 năm rồi nhưng mà
Em tóm cổ nó hỏi là thế làm sao đẻ ra hai đứa con bây giờ không đưa tiền thì chúng nó ăn bằng dề. Rồi bố như thế à, làm ba như vậy à, có xứng đáng là bố làm ba không? Nhiều người ta phải tóm cổ như mình, cái gì cũng né né ngại ngại. Thành ra cuối cùng mình cứ vất vả một mình. Chồng em có ba cái vấn đề. Một, anh ta là người đồng tính. Có nhiều người đàn ông thanh niên ấy không yêu phụ nữ đâu, thế nhưng mà thích nam, thế nhưng mà cũng lấy vợ cho nó giống mọi người để che mắt thế gian, để cho mọi người biết rằng nó cũng có vợ có con. Một năm với làm cố nghiến răng uống rượu uống bia để làm được lấy một lần với phụ nữ rồi có đứa con, sau đấy thì anh ta sống cuộc đời lung tung, cuộc đời có thể đi cặp, uống rượu xong lại hẹn một người đàn ông hay một cậu bạn trai hay là một nọ khác, đứa cái ai làm gì đấy là việc của người ta. Nhưng mà cái việc lấy vợ chỉ để là che mắt thiên hạ, đấy là cái trường hợp thứ nhất, cái đang chẩn đoán mà. Việc thứ hai đó là anh ta yếu sinh lý, anh cố gắng lắm thì cũng chỉ được thế thôi, và anh ta nhận ra điểm yếu, nếu mà cứ ngủ cạnh vợ mà không làm gì thì nhục. Thà rằng không ngủ ở nhà thì cô cứ đi khoe với ai rằng là chả hiểu ông cứ đi yêu suốt thì ông không ngủ nhà, nhưng mà nếu lại ngủ ở nhà mà không làm gì thì sẽ khoe là chả hiểu làm sao mà cả năm cả tháng không thèm muốn, không ham muốn chả đụng vào người vợ. Thì nhưng mà bởi vì ông ấy cái bệnh nó nhạy cảm cho nên là cũng không đi khám đi chữa gì, có thể đang âm thầm chữa thuốc ông lang ông liếc gì đó mà không nghĩ rằng cái này hoàn toàn có thể tới bệnh viện khám kiểm tra để rồi bác sĩ người ta có thể điều trị cho nếu như nó có một bệnh nào đó. Đấy là cái hướng thứ hai, là cái việc mà không ngủ ở nhà, không ở nhà, xa vợ chỉ để che giấu một cái khiếm khuyết của mình. Và còn đối tượng thứ ba, là cái dạng thứ ba đó là không yêu nữa. Cái hồi ấy yêu nhau nhưng nó chỉ là cơn bùng phát, lúc ấy là cảm xúc vậy thôi, xong là chót cưới nhau về mới nhận ra là chả có cảm xúc, chẳng yêu gì nữa. Còn cái chuyện bản năng nó vùng dậy thì hai lần ngủ với nhau là được hai đứa con, vậy thôi, nhưng nó không có cảm xúc, không muốn ở nhà. Nhìn thấy mặt đã muốn ghét rồi, thà rằng cứ đi lang thang chơi, thà rằng đi ngủ hoang còn hơn là về ngủ với cái bà vợ như thế chẳng hạn. Thì đấy là trường hợp không yêu. Vậy em là người mà ngồi ngẫm, điều tra xét hỏi, kiểm điểm, kiểm diện xem thuộc dạng gì. Chứ còn hỏi thì anh ta có thể chưa chắc đâu, vì những chuyện nó nhạy cảm lắm. Không lẽ anh lại thú nhận rằng là trời ơi anh ơi, anh liệt dương, anh không dám ở nhà, anh sợ rằng là không hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là anh gay đấy, anh đồng tính đấy, anh thật ra anh không yêu em, anh xin lỗi ngày trước cưới em là chỉ để cho nó có vợ có con thôi, chứ còn hiện nay anh đang có một anh người yêu là Việt Kiều chẳng hạn, hay là một cậu bạn trai là sinh viên chẳng hạn. Trời ơi, còn lý do là không yêu. Em có thể trao đổi, em là người quyết định cuộc sống của mình. Mình cứ để như thế này, mình còn rất là trẻ, có hai mươi mấy tuổi đầu, nách hai đứa con nhỏ, sống ở giữa thành phố Huế, thì ở nhà thuê, mình buôn bán nhỏ. Nhưng hãy nhớ các con ngày một lớn lên, nhu cầu của ba mẹ con cũng lớn chứ. Mai kia em không để con thất học, một đứa sẽ phải đi nhà trẻ mẫu giáo, một đứa sẽ đi học ở tiểu học chẳng hạn. Lúc ấy mỗi tháng 7-8 triệu tiền riêng học cho các con, còn tiền nhà thuê trọ, còn ăn, còn ở của mình. Nếu như không có người chồng, không có sự chia sẻ thì chắc em sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Hiện nay mình có thể buôn bán lặt vặt để đủ rồi mà trang trải cuộc sống của ba mẹ con, nhưng nó không thể chỉ mãi mãi thế này, nó bấp bênh lắm. Ở nhà thuê con thì không biết rồi đến lúc mà đến đâu rồi các kiểu là em lo, em không gồng nổi luôn. Cho nên là nói chuyện với anh một kiểu, tóm lại là thế nào, bây giờ anh có muốn chung sống với con tình cảm không, có muốn nhận con không, có muốn còn gia đình không? Anh trả lời một câu, còn nếu thật sự anh nói là anh không cần nữa thì em sẽ bế con về bên ngoài. Anh có nói là ly dị đi, nhưng mà em chưa đủ can đảm. Với lại em nghĩ lại, bởi vì khi anh đã nói đến như thế là ly dị đi, tức là anh sẽ là một trong mấy cái dạng kia đấy, một trong ba cái dạng ấy đấy. Chứ còn nếu như mà chỉ là có những người đàn ông đúng là tính cũng ham chơi, cũng không kiếm được tiền, tiền thì lương được có vài triệu, cũng cứ ăn uống nhậu nhẹt nó hết, không góp được. Nhưng mà mỗi khi mà vợ có trách mứ thì lại vợ ơi, hoặc nó có những cái rất là nịnh vợ, cứ khéo lắm cơ. Rồi thế thì vợ chịu khó tí, chồng lương thấp mà có vài triệu bạc tiêu hết rồi cũng chẳng có, thôi nhờ vợ, hoặc là có một cái tính chất gì đấy nó níu kéo. Còn đây nói ly dị đi, thật ra là mình đã hoàn thành nhiệm vụ đấy. Nếu như anh rơi vào cái tình hình thứ nhất là thì nghĩa là thôi kệ, sau đấy anh ấy sống thế nào thì sống, ít ra anh cũng đã có vợ có con, không ai bảo anh là gì được. Trường hợp thứ hai là cũng che giấu được cái yếu sinh lý, nếu như mà anh là yếu. Và cái thứ ba thì nếu không có tình cảm, không có cảm xúc, không yêu thì anh ấy sẽ đi tìm với một người phụ nữ khác anh ở, thì rồi cuối cùng mình cũng khổ thôi.
Cho nên là chốt lại đi, nói thẳng thừng một lần đi. Bây giờ các con nó còn nhỏ, anh có muốn tiếp tục? Nếu không tiếp tục mà anh ấy nói rằng là ly dị đi thì mình cân nhắc. Thì một người mà đã không... Nói nhiều lần rồi, nhưng mà em cứ nghĩ là con không có ba, cho nên em cứ cố gắng. Thế có ba bây giờ thì có hơn cái gì? Lúc em muốn nhảy cầu luôn đó. Thứ nhất là mình đã thương là con không có ba, xong mình nhảy cầu nốt thì con còn không có mẹ nữa thì chúng nó còn sống làm sao? Mà làm sao mà phải nhảy cầu? Đời mình ở nhiều người phụ nữ kia, người ta đi ăn mày ăn xin ở trong thành phố, người ta đi bán tăm bán diêm bán báo, nách hai đứa con người ta vẫn tha lôi đi được. Người ta nuôi con người ta khó khăn rồi nó sẽ qua dần, rồi cuộc sống nó bình yên trở lại. Tội gì mà nhảy là cầu là khiếc gì? Cầu chẳng tiền là cái chỗ để đẹp chứ không phải chỗ để nhảy nhá. Nói vui thế nhưng mà thôi. Mình còn trẻ mà, bí nhất là chia tay nhau, ông ấy không chịu nhận con, mình đưa hai đứa về bà ngoại, mình gửi ở đó đi, mình vào trong Nam đi, thay đổi môi trường đi, đi làm công ty ở Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn gì đó đi, thế rồi có ăn uống nó gom góp cho nó gọi là tận tiện một chút, còn có dư có giả gửi về để cho bà ngoại đỡ cho hai đứa con, sau này dạ, các vậy, con nó lớn bác, lên một chút đi. Cuối cùng là mình ly dị hả bác? À không, đấy bác bảo là tùy con mà. Người ta đã nói đến như thế rằng là ly dị đi. Thế còn thì nếu mà con không muốn thì nào con có được cái gì đâu. Đi đâu cũng chả đi được, chơi cũng chả đi chơi được. Cứ ở một cái nhà thuê, chồng thì không về, tiền thì không đưa. Thế thì con tóm lại con có được cái gì đâu, đúng không? Thế và nếu không được cái gì thì mình phải có cái hướng khác cho cuộc đời của mình chứ. Mình bay, mình nhảy chứ. Rồi đến lúc đấy đi vào đấy mình làm, mình ăn rồi mình lại gặp được một người, người ta cũng hoàn cảnh đổ gãy hôn nhân, người ta thương mình, hai vợ chồng dắt díu nhau xây dựng cuộc sống mới, mình đón con mình vào để đoàn tụ, mình phải hy vọng một cuộc sống nó khác đi chứ. Cứ như trong trường hợp này thì nó cứ ngày một chìm đắm không nhìn thấy bất cứ một cái tương lai gì cả nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn có được sự lựa chọn cho cuộc sống gia đình của mình nhé. Chúng tôi cũng xin gửi lời chúc bạn sẽ may mắn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi từ Hà Nội. Alo, dạ, xin chào thính giả. Dạ, cho em khỏe, chồng em gần 50 hơn 40. Vâng. Vâng, cho em hỏi là cái kinh hoàng của chồng em ấy. Là nó có một bên có hai cái hạt ấy, nhưng một bên có một cái hạt thì nó có làm sao không ạ? Thế chung sống bao nhiêu năm rồi bây giờ tự nhiên như thế hay là đấy, bây giờ tự nhiên mình quan tâm đến vấn đề đó? Tại vì là em thì thường thường là kiểu hai vợ chồng ấy, thường thường là cũng không ấy lắm về cái vấn đề đấy. Kiểu không vô tình hỏi ông thì ông bảo là kiểu như là bảo đi khám thì ông kiểu ông đi xấu hổ ấy. Thì ông bảo là ông đi sợ từ lâu rồi. Lúc còn thanh niên, thế nhưng em nghĩ nên em sợ rồi hay là có cái u tinh hoàn này thế nào để hốt. Câu hỏi của chị xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn, xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Thế là ông ấy sợ thấy hay là mình cũng sợ thấy? Kiểu ông ấy thì em sợ thấy, nhưng mà sau em hỏi ông thì ông bảo là ông ấy sợ thấy cái đấy từ lâu rồi, nhưng mà em biết là ông này ông kiểu ông hay xấu hổ ấy. Ông bảo ông đi khám có khi là ông ngại. Ông sợ hay là ông nói dối thì em hỏi chương trình cho là bác sĩ xem là nó như thế nào, nó có việc gì không. Thế ông bảo ông thấy từ lâu rồi, thế mình có hỏi từ lâu là bao nhiêu lâu không? Hỏi em bảo là thế thì anh thấy từ lâu thì anh thấy bao giờ, anh bảo là nghĩa là thanh niên. Từ lâu ông bảo thế. Vâng, như em cũng cứ cũng lo hay là sợ là nó bị viêm tinh hoàn hay là bị u gì đấy. Nếu nó là bị viêm hay là có thể là u, có thể là một cái u sơ thì nó sẽ không phát triển nữa và nó mới tồn tại được bao nhiêu năm như thế. Nhá. Thế còn nếu nó là viêm thì nó sẽ có những cái hiện tượng khác kèm theo, ví dụ như là đau, ví dụ như là nổi hạch, rồi là ví dụ như là đi tiểu, nó có vấn đề. Vâng. Cho em hỏi là ông thì em hỏi ông là đi giải á, thì là nó có vấn đề gì không? Thì bình thường ra những người ta bảo là đúng, ví dụ đàn ông người ta chỉ đi một cái là nó phọt là đái luôn. Ông đây có khi ông còn đái kiểu như cứ rỉ đoán. Mới hơn 40 tuổi à? Vâng, hôm nay ông mới hơn 40 tuổi. Mà đã đi tiểu rỉ gión rồi. Đấy. Vâng, khi đi tiểu rỉ gión đi thì cũng có thể là do u sơ tiền liệt tuyến. Vâng. Nhá. Thế thì vấn đề bây giờ là đi tiểu không bình thường đã này. Đã là phải đi khám rồi. Vâng. Đi khám khoa tiết niệu.
để xem là cái hiện tượng mà đi nó cứ rỉ rón như thế thì có phải là u xơ tiền liệt tuyến nó hay thường gây chèn ép vào cái tuyến tiền liệt ấy thì nó sẽ làm cho đi tiểu nó không thành tia nhé. Thế và khi mà đi khám thì người ta sẽ khám luôn là cái tinh hoàn mà nó có cái u cục kia kìa, nó là cái gì. Nhưng nếu đúng như là anh ta nói rằng nó có từ lâu rồi, từ thanh niên cơ, thì có thể nó là một cái u xơ gì đấy. Chứ còn hai vợ chồng thì sinh hoạt vẫn bình thường chứ gì. Sinh hoạt thì vẫn bình thường, như kiểu như là nó, nói chung là ông ấy cũng không khỏe. Và hơn nữa là với em thì kiểu em cứ ngại, em bảo là quá vậy sao một bên lại có một hoàn to một hoàn bé, còn một bên nó có một hoàn to. Đấy. Thì em mới ngại ở cái đấy, thì em hỏi chương trình, hỏi bác sĩ ra mà. Ngại gì? Có vấn đề gì không? Thế có vấn đề rõ ràng là cái đi tiểu rắt, và cái đi tiểu rắt đấy có thể lại là viêm nhiễm và nó ngược lên cái đường sinh dục. Nhá. Thì bây giờ là phải đi khám, ngại cái gì? Đấy thì em bảo là đi khám đi, hai vợ chồng đi khám. Như ông ấy bảo là không phải khám. Ở Hà Nội là nhà ở cái khu gì, quận gì? Em ở Sóc Sơn. Đến bệnh viện Sóc Sơn nó cũng có cái khoa tiết niệu đây. Hoặc là nếu mà ông ấy bảo ông ấy ngại ấy, ở Sóc Sơn thì có thể người nọ nhìn thấy, người kia nhìn thấy, tức là người quen ấy, thì đi ra Hà Nội. Đấy, hai vợ chồng dắt nhau ra đấy chỉ một buổi thôi, khám khoa tiết niệu thì là nó sẽ ra vấn đề. Thì em bảo là thế, chứ bây giờ có cái đấy thì mình phải nghĩ ngay ra là có vấn đề. Thường thường là đàn ông người ta chỉ có hai cái hạt đấy thôi, tại sao ông lại có một bên có hai, một bên có một thì nó phải có vấn đề. Tức là nó có thể là ở cái hạt đấy mà nó là u của cái hạt đấy nhá. Hoặc là không biết là sờ thì nó ở cái điểm nào, hoặc là ông có bị giãn thần kinh không. Tất nhiên rằng là nếu mà giãn thì giãn một bên hoặc giãn cả hai bên, nhưng mà lại là hai hạt. Nói tóm lại là mình cũng không mô tả được cái vị trí, mà phải đến đấy để người ta khám, xong rồi có khi người ta còn chiếu chụp rồi xét nghiệm khác để người ta cho ra vấn đề. Nhưng cái đấy, đi tiểu ấy mà dắt ấy là phải phát hiện ra nó là nguyên nhân, nó là triệu chứng của cái bệnh gì để mà điều trị sớm. Nhá. Thế rồi cái hạt kia nó từ bao nhiêu lâu nay nó chẳng làm sao cả, thì có nghĩa là nó chưa quan trọng. Cho nên là đừng nhìn vào cái hạt đấy mà sợ, mà cái đi tiểu mà cứ xón xón cái kia kìa thì là cần phải điều trị. Bình thường là cái đấy là không bình thường mà nó mới xuất hiện, đúng không? Thì phải đi khám ngay nhá. Cho nên động viên ông đi khám nhá. Thì em cảm ơn bác sĩ nhé. Chúc cho chồng chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhá. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Long An. Dạ. Vâng, tôi nghe đây. Em có người bạn á. Vâng. Quen cái anh đó rồi cho anh nó mượn tiền á. Rồi bây giờ anh nó không trả mà đi về lấy tiền gì với vợ luôn á. Nhưng mà hai người cũng sống chung á. Vâng, đấy. Quan trọng là hai người đó cũng có mối quan hệ nam nữ với nhau đúng không ạ? Dạ. Vâng, và bây giờ thì anh ta không trả tiền nhưng mà cũng tạm biệt cái chị bạn của mình luôn. Dạ. Vâng. Câu hỏi của chị xin được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tư vấn ạ. Xin mời anh Đoàn. Rồi, xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Mình chia sẻ lại câu chuyện đi xem nào. Chị này ở với anh này mới phát hiện ra là anh này có vợ rồi. Rồi. Mà lỡ chung rồi. Rồi cái hai người sống với trang vợ chồng rồi đó. Cái vợ của anh phát hiện ra là bây giờ ghen tuông rồi. Trong khi hoạn nạn á, chị này cho mượn 50 triệu. Anh này về đi lấy tiền đem về cho vợ luôn mà. Bây giờ không có liên lạc luôn. Là anh đâu có được lật lòng không anh? Thứ nhất, làm sao mà quen với cái anh này mà lại không biết anh có vợ? Anh bao nhiêu tuổi? Dạ 52. 52 mà chẳng lẽ anh không có vợ? Tại nói ly dị rồi. Nói là ly dị rồi. Thế và tin luôn. Dạ, tại hai người ly dị đó mà.
Tức là mình thì cũng ly dị rồi đúng không? Dạ. Ừ, thế xong gặp anh ấy xong rồi là hai người thì anh cũng nói ly dị rồi và sau đấy thì ăn ở với nhau à? Dạ. Ừ, có hứa hẹn cưới xin rồi tiến tới hôn nhân không? Dạ không. Ừ. Ờ, anh ấy ở nhà mình hay hai người ở nhà thuê nhà trọ? À, hai người quen ở bên nước ngoài. À rồi, tức là mình cùng lao động ở nước ngoài. Dạ hả? Dạ. Thế xong khi về nước thì thế xong rồi anh ấy bảo anh ấy vay mình 50 triệu ở triệu Việt Nam đồng hay là yên Nhật hay là đô la? À, tiền Việt mình. Ừ. Và đưa không thế thôi chứ không có giấy tờ gì đúng không? Dạ dạ, không giấy tờ gì hết. Rồi. Cái khó chính là thế này này. Cái lỗi của mình đó là mình chưa có kiểm tra thì mình tin tưởng ngay. Thế xong rồi thì lại còn đã không biết người ngợm thế nào lại còn tiền bạc. Người ta bảo ái tình thì cứ ái tình, tiền bạc thì phải phân minh. Đây dạ. Thì chả biết gì cặp bồ cặp địch với nhau lại đưa cho bạn giai tiền. Trong khi thì anh ấy mang tiền về cho vợ anh ấy không biết. Bây giờ thật ra không có bất cứ một giấy tờ nào. Mình chỉ mong rằng anh ấy có lương tâm. Nếu mà anh ấy tử tế rồi thôi đã chả mang lại cho mình được hạnh phúc. Không có tử tế gì với mình, đã lừa mình. Bây giờ bị vợ bắt quả tang mà thu xếp mà trả được mình tiền thì cũng tốt. Nhưng mà cái phần này là rất là gọi là xác suất nó thấp lắm ấy. Cái người mà đã có âm mưu sẵn này, đã đi đẽo tiền, đã đi moi tiền của bạn gái mà biết mình có vợ, mình cứ nói dối là ly dị rồi để đi cặp bồ với các bạn gái xong rồi vay tiền ấy, thì những người này vốn cũng đã là người thiếu lòng tự trọng rồi. Và cái người đàn ông đã không có lòng tự trọng thì cũng đừng có hy vọng là khi chia tay người ta trả tiền đó. Và còn nếu mà muốn thưa kiện ấy thì cũng khó. Căn cứ vào đâu ra mình có cái giấy viết tay là tôi là Nguyễn Thị này cho anh Trần Văn kia vay 50 triệu đồng hứa là một năm sau trả vân vân ấy. Và có chữ ký của hai người, thậm chí phải có cái người làm chứng là người thứ ba. May ra thì vẫn còn có thể, nhưng còn thì cũng chưa chắc. Thế thì trong trường hợp của mình thì mình mất nhiều thứ lắm. Dạ. Cái mất lớn nhất đó là cái niềm tin. Là mình đã đổ vỡ hôn nhân. Mình nghĩ rằng sau này mình gặp một người bạn có thể cùng chung cái sở thích, cùng chung cái hoàn cảnh để mình có thể nương tựa vào nhau. Nhưng mà nó không đạt được cái mục tiêu. Thế thì mình cũng đã buồn rồi. Nhưng mà cái lớn nữa là mình cũng phải mất 50 triệu. Thôi thì nếu như một là bây giờ cứ nhắn tin, thôi em biết hoàn cảnh của anh nó cũng có cái khó của nó. Em cũng chả dám trách móc chị nữa. Anh trở về với vợ với con anh đi. Tuy nhiên thì anh biết rồi đấy, tiền bạc em cũng kiếm ra nó cũng khó khăn. Cho em xin cái tiền mà 50 triệu em vay, hoặc là anh trả dần em làm hai đợt cũng được, ví dụ như thế. Để mình hy vọng rằng được phần nào, nó hay phần ấy. Còn mình cứ xác định tinh thần là nó mất trắng thì mình cũng phải chịu, coi như đấy là một bài học trong cuộc sống. Em không có đòi. Em cho luôn. Ôi thế thì thôi, thế thì nhưng mà em thấy là cái người này không phải thương mình phải không anh? Trời, thương làm sao được, lừa là không thương rồi. Lừa tình, lừa tiền thì thương cái gì. Đúng là anh ấy lừa cả hai thứ. Có hai thứ rất quan trọng đối với một đời người. Đó là tình cảm và tiền bạc thì anh ấy đều không trung thực. Đúng không? Dạ. Không thể nói là thương được. Thôi mình xác định như là của đi thay người. Giống như là người ta cứ tự an ủi đấy. Nhớ. Dạ. Nhưng mà anh, em ấy không quên được. Không quên được số tiền hay không quên được anh ấy? Không quên được anh ấy. Không quên được anh ấy thì gọi anh ấy xuống xong rồi để cho chị xuống theo, chị đánh ghen cho một trận rồi chị đưa lên trên mạng này cho lúc ấy thì mình sẽ quên được nhá. Yeah. Vợ người ta mình lại không quên được, tiền đã mất rồi giờ lại còn ngồi đấy mà nhớ. Nhá, không được. Thì lần trước còn tha thứ được là do mình bị lừa, anh ấy nói anh ly dị rồi. Còn bây giờ rõ ràng là tiền của mình thì anh cầm anh chạy, vợ anh thì xuống rồi đòi anh ấy lên, mà có khi đây còn là giàn dựng nữa cơ. Anh ấy tự mách, anh muốn chán mình lắm rồi. Anh ấy mách cho vợ anh là giả vờ em xuống em đánh ghen đi để cho anh rút lui. Chứ anh cũng không muốn nữa. Có những người đàn ông như thế mình lại cứ tưởng người ta quý mình lắm. Người ta rất là muốn buông. Nhá, đừng có bây giờ ngồi đấy tơ tưởng nhớ quá này. Anh ơi em nhớ quá anh xuống đây. Xong mỗi lần anh xuống lại phải đút vào túi cho anh 5 triệu, 10 triệu. Thì hóa ra mình đi mua đàn ông à. Nhá. Không có, em không có chuyện đó đâu. Đúng rồi, hãy chịu khó làm ăn, chịu thương chịu khó. May ra thì gặp được người đàn ông tử tế. Nhá. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng tôi cũng xin gửi lời chúc thính giả sẽ gặp may mắn trong cuộc sống nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc ạ. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Bạn ơi, cho mình hỏi. Mày bị yếu sinh lý đấy, mày đau đau tinh hoàn đấy. Vâng, mình năm nay bao nhiêu tuổi bạn nhỉ? Mình lên 28 rồi ạ. À, 28 tuổi. Vâng, xin lỗi là bạn đã có gia đình chưa ạ? Đã có vợ chưa? Mình có gia đình rồi nhưng mà mình bỏ rồi ạ. À, vâng. Hiện nay là đang độc thân đúng không ạ?
Vâng, rất là chia sẻ về tình trạng sức khỏe sinh sản của bạn hiện nay cũng là có vấn đề. Câu hỏi của bạn xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời bác sĩ. Vâng. Chị chào em. Em chị ạ. Em ơi, em nói yếu sinh lý là như nào? Xuất tinh sớm chị. Xuất tinh sớm? Bỏ vợ lâu chưa? Em bỏ được 4 tháng rồi. 4 tháng rồi. Thế từ khi bỏ vợ thì xuất tinh sớm hay là từ lâu rồi? Từ khi lấy vợ phát hiện ra là xuất tinh sớm. Từ lúc chưa lấy vợ, tại vì em thủ dâm mà chị. Vì mình thủ dâm cho nên là vội vội vàng vàng nhanh chóng làm vài cái động tác. Thế xong rồi là nó cương cứng lên và rồi dần dần. Thủ dâm thì cũng nhiều khi là cũng trong cái hoàn cảnh sợ bị phát hiện. Cho nên là cũng vội vàng và xuất tinh nó cũng rất nhanh. Và về sau nó sẽ trở thành cái phản xạ không có điều kiện. Và nó cứ xuất tinh sớm, đấy là hậu quả của cái việc lạm dụng thủ dâm. Thế và kèm thêm với một cái là đau tinh hoàn. Thế đau tinh hoàn lâu chưa? Em đau từ lúc còn trẻ, 18. Cứ đau thế mà cứ để thế, không có chịu. Thỉnh thoảng nó đau thôi. Thỉnh thoảng nó đau. Vâng. Nhức bên phải chị. Thế mà cứ để không đi khám à? Tại cái tinh hoàn đấy nó làm cho mình xuất tinh sớm thì làm sao? Thế làm sao mà vợ nó bỏ hay là bỏ vợ? Vợ từ bỏ chị. Thế phải hỏi có lý do chứ? Chứ chẳng có lý do thì vợ nó bảo là có con thì nó chán nên nó về. Lấy nhau được bao lâu mà không có con? Sống được 2 năm rồi chị. Sống 2 năm không có con. Thế có đi khám không? Khám rồi. Em thì cũng mới bị xuất tinh sớm, còn nó bị phá thai 2 lần rồi. Phá thai 2 lần có làm sao đâu. Đi khám nó bảo là tử cung nó một bên tẹp ấy, bất cơ hội. Nói tóm lại tử cung chỉ có một cái, làm gì có một bên nọ một bên kia. Chắc là buồng trứng, một bên nọ một bên kia, đúng không? Tóm lại là vợ nó bảo không có con thì giải tán. Từ lúc lấy vợ là em không thủ dâm. Từ lúc lấy vợ thì không thủ dâm nữa, nhưng mà vẫn cứ xuất tinh sớm, không cho được vào à? Cho vào được 2-3 giây xuất ra luôn. Xuất ra luôn, nhưng mà nó vẫn vào đúng không? Nhưng mà lý do vì vợ nó không đón nhận, hoặc là vì lý do gì đấy nó không có thai được. Chứ còn cho vào là vẫn xuất tinh vào được bên trong, đúng không? Vâng. Mình rõ ràng là đang có vấn đề về cái sức khỏe sinh sản, và rất có thể nó cũng làm một trong những nguyên nhân vô sinh. Lần trước thì bảo là không làm sao, nhưng với cái tinh hoàn nó cứ đau rồi xuất tinh sớm thì phải điều trị cho nó khỏe lên, để mà gặp duyên với cô nào, để mà con giữ được hạnh phúc và để con có con. Nhưng mà em quan hệ xong là cái dung vật của em cứ đau. Chị nghe như thế này thôi thì chỉ biết rằng là có vấn đề về tinh hoàn và dương vật. Liệu có phải là đang mắc một cái bệnh gì về đường sinh dục không? Nhá, thì phải đi khám và làm các xét nghiệm thì mới chẩn đoán được. Rồi tinh hoàn đau là do cái gì? Do viêm hay là do bất thường hay do cái gì? Thì phải khám, phải chụp chiếu, phải xét nghiệm thì mới ra được vấn đề. Và mới có 28 tuổi thôi, nhanh chóng đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Nếu họ không chẩn đoán ra thì xin họ chuyển lên tuyến trên, tức là Hà Nội. Nhá. Thế thì có thể về nói chuyện với bố hoặc nói chuyện với mẹ, có nói được không? Có. Đấy, để bố mẹ hỗ trợ cho cái việc là đi khám đi đâu. Bởi vì nếu mình cứ lủi thủi một mình thì nhiều khi mình lại ngại. Vâng. Nhá. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhá. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Quý thính giả thân mến, cuộc điện thoại ở Vĩnh Phúc vừa rồi cũng đã kết thúc 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Kon Tum. Đúng rồi mà. Tôi nghe đây. Dạ, nói cho em hỏi thử. Em bị phụ khoa mà em đi 3 lần ở bác sĩ ở Từ Dũ rồi mà. Vẫn không bớt anh. Xong rồi người ta nói là cũng có thể là do chồng nữa. Cũng giờ nói với chồng, nhưng mà chồng nói là không phải là do ổng.
Bác mới gì biểu ông đi khám bệnh, ông không bệnh gì, bác ông biểu ông đi khám. Rồi. Nhưng mà em cứ bị ba lần nhà em đi thì khi dịch thuốc thì nó bớt. Mà sau được vài tuần á là nó lại bị lại. Rồi. Mà hiện tại bây giờ nó vẫn bị. Rồi. Với lại em muốn hỏi câu thứ hai nữa là như vợ chồng em sinh hoạt á, từ hồi giờ em bỏ ra ngoài không, em không có cai gì hết á. Em dùng bao thì nó viêm. Em dùng đặt vòng thì tôi là tử cung thấp nên là không nói được á, không đặt được. Uống thuốc thì bị rong kinh. Nói anh là em tự cai rồi bỏ ra ngoài thì có ảnh hưởng gì tới của chồng không ạ? À? Em hỏi chương trình. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Em ở thành phố Hồ Chí Minh à? Dạ không, em ở Con Tum ạ. À, em ở Con Tum, thế mà chịu khó lên tận thành phố Hồ Chí Minh để khám à? Dạ, thì bệnh viện Từ Dũng hồi giờ chuyên về thủ khoa sinh sản. Đúng rồi. Thực ra ở khu vực phía Nam thì bệnh viện Từ Dũ cũng là bệnh viện trung ương, cũng là bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam, và ở đấy rất là tốt, có nhiều kinh nghiệm trong điều trị. Thế và cứ cái những cái lần năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 37. À 37. Những cái lần bị viêm nhiễm của em nó tái phát, nó khoảng thời gian bao nhiêu lâu nó tái phát lại một lần? Cỡ là hình như nửa tháng chị. À thế à? Thế và em đến đấy người ta có xét nghiệm cái dịch sinh dục cho em không? Để tìm nguyên nhân ra không? Dạ, lúc đầu là người ta cũng làm kỹ lắm, xét tầm soát ung thư, lấy dịch rồi để làm ung thư, nên không có bị không mà bị viêm, viêm nấm, viêm gì ấy, viêm lỗ tiếng chứ chị. À thế à. Xong rồi lần thứ hai đi á thì cũng cho thuốc, đặt thuốc rồi vậy. Xong rồi hết thuốc thì cũng được một thời gian rồi đi tới khám lại, đúng thời gian đi khám là đi tới khám là 2 tháng em khám lại. Xong rồi lần thứ ba cũng một là lần đầu tiên, là lần thứ hai là cách 1 tháng, lần thứ hai là 2 tháng. Đó là em đi 3 lần rồi, bây giờ em vẫn đang còn bị. Đúng rồi, đúng là cái thời gian tái phát nó cũng khá là gần, cho nên làm cho mình rất là khó chịu đúng không? Và nó làm em được mấy cháu rồi? Dạ 2 cháu rồi. Em có ý định sinh nữa không? Dạ không. Nếu như mà có lỡ thì do là vợ chồng em tự cai á, nên là nhiều khi nếu mà có lỡ thì sinh lỡ. Tóm lại là mình có rất nhiều vấn đề nhỉ, và nó cũng làm cho mình cũng cứ bị lo lắng, nhiều khi hay bị lo lắng thường xuyên nhỉ. Thì chị bảo thế này nhá, thứ nhất là về cái mà viêm nhiễm cơ quan sinh dục ấy thì đúng là một trong những nguyên nhân có thể là do người chồng thật, mặc dù người chồng không hề có triệu chứng gì cả, và người ta gọi đấy là người lành mang trùng. Đặc biệt là khi mà mình, bản thân mình này, mình bị nhiễm nấm này hay là bị nhiễm một số loại trực khuẩn, thì khi mà em quan hệ tình dục, đặc biệt là em quan hệ tình dục em lại không được, không dùng bao cao su, hay nói cách khác là em không bảo vệ được, không được bảo vệ ấy, thì người ta cũng không được bảo vệ, và người ta rất dễ bị nhiễm những cái loại nấm hoặc là trực khuẩn đấy từ phía em. Nhưng những cái người đấy người ta không có biểu hiện lâm sàng, hay nói cách khác là ông ấy cũng chẳng ngứa gì cả, cũng chẳng đái buốt đái rắt, hay là chẳng sưng nóng gì, cho nên là ông thấy ông hoàn toàn bình thường. Nhưng mà thực ra là ông ấy có cái nguy cơ đấy, tức là ông ấy có cái nấm hoặc là cái trực khuẩn đấy ở cơ quan sinh dục của ông ấy. Thế và khi mình đang điều trị, đang trong giai đoạn điều trị mà mình quan hệ tình dục với ông ấy, hoặc kể cả khi em khỏi rồi, em điều trị khỏi rồi, nhưng em điều trị, em quan hệ tình dục với chồng mà em lại không sử dụng được bao cao su, hay nói cách khác là em rất dễ bị tái nhiễm lại từ ông ấy, mặc dù ông ấy không có triệu chứng lâm sàng. Thế cho nên là bác sĩ người ta nói với em như vậy, và đấy cũng là một trong những cái nguyên tắc khi mà điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Đó là gì? Một là phải điều trị cả chồng hoặc là bạn tình, tức là cũng phải được uống thuốc như của người vợ. Thứ hai nữa là phải sử dụng bao cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục, đặc biệt trong giai đoạn đang điều trị hoặc là sau điều trị 1, 2, 3 tuần cho đến khi khỏi hẳn, là phải sử dụng bao cao su. Và bao cao su này là phải sử dụng ngay từ khi
mà bắt đầu quan hệ để cho cơ quan sinh dục của người nam và người nữ không tiếp xúc với nhau, không tiếp xúc trực tiếp với nhau thì mới có thể ngăn được. Thế ban nãy thì chị có hỏi kỹ lại là em không có nhu cầu sinh con nữa mà nó cứ tái đi tái lại như thế này, lại viêm cổ tử cung lộ tuyến rồi. Thì khi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh khám thì em có thể, thứ nhất là tốt nhất là bảo cả chồng đi ấy. Thì nếu được thì là chồng đi cùng và bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho thêm thì nó rất là tốt. Thứ hai là hỏi ở bên Từ Dũ xem mình có thể... làm những biện pháp khác, ví dụ như là ngoài cái đặt thuốc này, uống thuốc này, rồi dùng thuốc rửa vân vân, thì chỉ là những cái biện pháp mà để điều trị tại chỗ thôi. Thế còn để mà chống tái phát lâu hơn có thể dùng các biện pháp khác, ví dụ như là đốt điện, ví dụ như là dùng nhiệt hay là áp lạnh nitơ vân vân để điều trị cái viêm cổ tử cung lộ tuyến của mình ý. Thì chị nghĩ là cái kết hợp với cả việc hỗ trợ cho anh của từ anh chồng nhà em thì hy vọng là nó sẽ không tái phát, chứ không nếu nó như thế này thì em sẽ rất là mệt mỏi. Nhưng mà ông chồng em á, ông không có đi chị ơi, ông khó chịu lắm, ông cứ đi tải hay là ông không có bị gì hết, vì ông đi ông không có đi, không bao giờ ông đi đâu hết á. Nên là chẳng đi nói nhờ chương trình có cái lời khuyên nào để mà nói ông khuyên đó ông, thế nếu như em mà nói được chồng nghe chương trình này thì là các chị sẽ, chị vừa tư vấn rồi đấy, thì nếu như ông ấy nghe được á, mà ông ấy đi khám cùng với em ấy thì sẽ rất là tốt, hoặc là điều trị để cho ông ấy sẽ không bị nhiễm những cái loại đó và nó không lây sang em. Thế một cái thứ hai nữa là em muốn hỏi là bây giờ khi quan hệ tình dục mà cứ xuất tinh ngoài âm đạo thì ông ấy có ảnh hưởng gì không, đúng không? Ông ấy chẳng ảnh hưởng gì. Thế ông ấy cũng nói chung là đấy cũng là người khá là bản lĩnh để người ta mới có thể xuất tinh ngoài âm đạo trong tất cả các cái lần quan hệ tình dục được. Bởi vì mỗi một lần xuất tinh ngoài âm đạo như thế là người ta cũng phải tăng cái kiểm soát rất là nhiều, người ta mới có thể đưa dương vật ra ngoài khi mà ở cái giai đoạn nó cao trào như vậy. Thì như thế thì chứng tỏ là cũng khá là bản lĩnh và cũng không ảnh hưởng gì em nhé. Xuất tinh ở trong âm đạo hay ngoài âm đạo không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người nam giới cả. Nhưng mà sao ông hay bị thẳng đó chị? Người ta nói là xuất ra ngoài âm đạo là nó hay bị thẳng đó. Em thấy ông bị thẳng, em muốn hỏi thử. Không phải như vậy. Bị thận, hay nói cách khác là chị chưa hiểu em dùng bị thận ở đây có nghĩa là bệnh lý của thận hay là như thế nào? Đau lưng á, xong rồi nó đau xuống cái bàng quang á, rồi nó nhức cái hai cái hòn á chị. Đấy là những cái bệnh lý đấy cũng chẳng phải là do xuất tinh ngày âm đạo. Có thể là do ông bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục, có thể là viêm nhiễm cơ quan tiết niệu. Bởi vì là cơ quan tiết niệu và cơ quan sinh dục nó rất gần nhau ấy. Thế và niệu đạo ở người nam giới thì nó lại chỉ có một đường ra, tức là vừa đường niệu và nó vừa đường xuất tinh. Cho nên là khi mà người ta có những cái dấu hiệu như vậy thì người ta cần phải khám ở cả hai cơ quan. Tức là khám... Bây giờ nói nha, ông đi khám cái chuyện tế nhị đó, ông bây giờ mà đi hết á. Nói ông về tự nhiên. Ông không đi thì mình chịu rồi, bởi vì sức khỏe là của ông ý. Mình chẳng làm gì cho ông ấy được. Nếu mà ông ấy không đi thì mình chịu thôi. Cái quan trọng là ông đi, nhưng mà ông bị nấm, ông bị bệnh đấy mà ông không đi, xong rồi ông lại truyền cho mình đi. Đúng rồi, chính xác. Vậy bây giờ em dùng bao cao su bị dị ứng à? Dạ, bị viêm á, bị rát. Ngứa rồi, nó rát lắm á chị. Nếu những lúc mà em không bị viêm nhiễm gì em dùng bao cao su cũng bị như thế à? Yeah, hay là chỉ khi mà em đang viêm, em đang viêm, em đang bị tổn thương ở cổ tử cung mà em lại quan hệ tình dục em dùng bao cao su nó mới bị, hay là những lúc em không có vấn đề gì em dùng bao cao su nó vẫn bị? Dạ, em không có gì, xong rồi em dùng nó là bắt đầu nó bị á. À thế à? Bởi vì có một số người là bị dị ứng bao cao su thật, tức là khi mà người ta dùng bao cao su người ta cũng có cơ thể nó cũng phản ứng và nó gây ra những cái hiện tượng như vậy. Thật sự rất là khó, đúng không? Thế thì bây giờ chỉ còn có mỗi cách là nói chuyện với chồng rồi hay vợ chồng cùng hợp tác, cùng ông ấy cũng phải kiểm tra sức khỏe của ông ấy, bệnh tật của ông ấy rồi thì mới được thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà chỉ có một phía, một mình em á, thì mà cái biện pháp cơ bản nhất là dùng bao cao su để đảm bảo an toàn thì em lại bị dị ứng thì rất là khó.
chị nghĩ là trong trường hợp của nhà em rất là khó. Thì chỉ có cách là thuyết phục ông ý để ông ý hợp tác cùng với mình và quan tâm tới sức khỏe của ông ý luôn. Chứ còn bây giờ của ông ý không lo thì mình chẳng biết làm nào nhỉ. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình lần sau. Chương trình lần sau. Chương trình lần sau. Chương trình lần sau.